Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khung giờ phát sóng chuyện dài kỳ vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh truyện ngôn tình cổ đại. Hôm nay Totoro sẽ gửi tới các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Thứ nữ hữu độc của tác giả tần Giản. Các bạn nhớ để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với chan like share video và đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày. Donate cho chan qua số tài khoản ngân hàng, tài khoản PayPal hoặc ví Momo chan đã ghi ở phần mô tả video. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 264 theo vạn chùa cách đại đô lộ trình rất xa, bởi vì là hoàng đế xuất hành cho nên trên đường đi đều được phô trương hoành tráng. Cấm quân trước tiên ba ngày phong tỏa con đường ngựa giá đi qua, an bày nhân thủ bảo vệ xung quanh, thủ vệ thập phần xâm nghiêm. Trước thời gian tí thiên, đoàn xe hoàng đế chậm rãi, một đường đến vạn chùa tiền xuống ngựa. Bi tiền đã là thần khí, lễ bộ thượng thư cung kính đứng đợi đã lâu đợi đến hoàng đế xe giá chậm rãi dừng lại hắn lập tức tiến lên ba quỳ chín lạy rồi đại lễ cung nghinh thánh giá cùng lúc đó thái giám quỳ cúi cúi lưng bên xe ngựa hoàng đế bước lên lưng thái giám xuống xe mà phía sau hắn mọi người cũng đều dựa theo trình tự cùng lễ nghi lý vị ương đứng thật xa lắc lắc nhìn lại chỉ thấy đường phía trước hoàng đế thiên tử ở trong gió oai phong anh dũng sắc thái thoạt nhìn rạng rỡ ung dung hoàng đế chậm rãi đi về phía trước các bá quan vây quanh hắn nữ quyến cũng cùng ở hậu phương lệ thường ở việt tây phàm trong trường hợp này chỉ có tam phẩm cùng gia quyến quan viên mới có thể tham dự nghi thức long trọng như vậy cùng tiếng nhạc hoàng đế vững bước về phía trước mang theo chúng thần bước chân vững vàng lên núi trên núi cây phong rất nhiều mọi người đều chăm chú nhìn phong cảnh hữu tình lúc này mà không rời được mắt Lý vị ương lại nhìn thẳng phía trước, thân ảnh vàng lấp lánh bên trói mắt, vượng bước đi trước mặt kia. Vào lúc này, không biết là ai thanh âm mềm nhẹ ở bên cạnh Lý vị ương vang lên. Quách tiểu thư, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lý vị ương nghiêng đầu, nhìn thấy Vương tử khâm khuôn mặt xinh đẹp, nàng đôi mắt khẽ nhúc nhích, tiện đà nở nụ cười. Vương tiểu thư, lời ấy là có ý gì? Vương tử khâm lạnh lùng cười nói ta đáp ứng ngươi, thay ngươi trừ bỏ bùi vật hôm nay chính là thời cơ tốt nhất. lý vị ương nhàn nhạt, nhạt nói. trước mặt bao nhiêu người, không biết vương tiểu thư phải như thế nào động thủ đây. nàng thanh âm rất thấp, dáng vẻ lại thật nhàn nhã. người khác nhìn vào sẽ chỉ thấy đó là nàng đang ở cùng vương tử khâm đàm luận phong cảnh. vương tử khâm ngữ khí thập phần thong dong. biện pháp tốt nhất đương nhiên là muốn làm hắn vướng một cái tử tội rồi khuôn mặt xinh đẹp như thế, giờ phút này lại dẫn theo ba phần sát khí. Lý Vị Ương thần sắc bình tĩnh nói, bùi bẩn xuất thân bùi phủ, đắc tội tầm thường là không đến mức khiến hắn mất mạng. Vương Tiểu Thư khả là có nắm chắc phần thắng. Vương Tử Khâm tươi cười càng thêm xinh đẹp, trong mắt lóe ra một tia danh mãnh, bờ môi dương lên. Hành thích vua, thì sao? Lý Vị Ương cười cười, hành thích vua, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Vương Tử Khâm thấy nàng thần sắc bên trong lộ ra điểm hoài nghi, liền mỉm cười. Lúc này đây bệ hạ tế thiên, phàm là văn võ bá quan tiến vào vạn chùa cần phải trải qua kỹ càng thẩm tra, như là có người ở bên bùi bật, siêu ra trùy thủ, đến lúc đó là có thể làm cho hắn một cái tội danh hành thích vua. Người ngẫm lại xem, nếu không có ý muốn ám sát bệ hạ, hắn vì sao ở trên người lại mang theo trùy thủ? Lý vị ương như trước chính là cười, Chuyện này nghe thì có vẻ đơn giản Đáng tiếc Bùi bận không phải là kẻ ngốc Trên người hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ mang theo binh khí Vương tử khâm không chút hoang mang Đôi mắt hơi hơi mang theo ý cười Cái này rất dễ làm Chỉ cần tại thời điểm kiểm tra Nói trên người hắn có vấn đề Kêu hắn tháo quần áo Lại từ phía trong động tay động chân một chút Không phải là có thể làm được rồi sao Lý vị ương nhìn nàng ta một cái Biện pháp này không sai chỉ là bùi vật rất cẩn thận, nếu chẳng may thất bại thì phí rất lớn công phu đấy. Vương Tử Khâm nhìn phía Tiền Vương, ánh mắt chợt biến lạnh, phí chút công phu cũng là khó tránh khỏi. Việc này ta sớm có kế sách rồi, chính là không cần Quách tiểu thư lo lắng. Lý Vị Ương cười, Vương tiểu thư như vậy vội vã ngả về phía Quách gia ta làm việc, rốt cuộc là vì điều gì? Chỉ là vì nói chúng ta không lại gây chuyện cho tam ca của ngươi sao? Vương Tử Khâm gật gật đầu nói Không riêng như thế Bùi hậu kia Mưu toan lợi dụng vương gia Ta đương nhiên cũng muốn đưa cho bà ta một phần đại lễ Quách tiểu thư ngươi cứ chờ coi đi Lý vị ương nghe đến đây cũng là cười nhẹ Hiển nhiên cũng không đem lời nói đối phương toàn bộ cho là thật Vương tử khâm đôi mắt đẹp long lanh Dừng lại một chút liền mở miệng nói Ở bên trong tế thiên là không được phép có gì sai lầm Bằng không nghiêm trị không tha mỗi lần hiến tế bệ hạ sẽ hạ lệnh lễ bộ công bộ hình bộ binh bộ hội đồng tuần tra nếu quả có người ở tế đàn nội ho khan đàm tiếu ôn ao vô luận là tôn thất quan viên đều sẽ bị tham tấu một quyển cho nên bao năm qua chỉ cần đến nghi lức tế thiên tùy tế nhân viên đều là trong lòng run sợ vào thời điểm năm trước, bệ hạ tham gia tế thiên, chẳng qua là vì trên tế đàn văn tự viết không đủ tinh tế, khăn trải bàn không đủ trình tề, dựa theo quy củ là dắt tam chản thiên đăng, lại thiếu nhất chản. Ngài liền giận dữ hạ lệnh tra xét, kết quả công bộ thượng thư là hán, hữu thị lang mộc thanh, lễ bộ thượng thư đức gia, thị lang minh phong, cả đám đều vì cách chức trong đó hữu thị lang Mục thanh chịu xử phạt nặng nhất cách trước sau đó cả nhà còn bị lưu đầy đến biên cương kiểm tra nghiêm mật như thế không chấp nhận được nửa điểm sơ sẩy suy nghĩ cũng biết nếu là trên người bùi bật tra ra được trùy thủ hắn nhất định chỉ còn con đường chết lý vị ương ánh mắt nhìn đối phương trên người lưu lại một lát Tựa tiếu phi tiếu nói vương tiểu thư đã có 10 phần nắm chắc vậy chúc người mạng đáo thành công vương tử khâm dừng bước quay đầu nói sau khi xong chuyện Quách ra ngươi không thể lại cầm bím tóc tam ca ta không tha Còn có Lý vị ương mỉm cười Không biết vương tiểu thư còn có yêu cầu gì nữa Vương tử khâm nhau mắt Xem lý vị ương Giữa ánh mặt trời Vị quách tiểu thư này thần sắc thong dong Khuôn mặt thanh lệ như là một đóa Xuất phù dung khiến mọi người run sợ Nàng mỉm cười Trong miệng cũng là thập phần bình tĩnh nói Cũng không có gì Ta cùng ngươi trong lúc tranh đấu về sau lại làm tính toán chính là... Lý Vị Ương nở nụ cười Cũng không nói gì Theo sau liền xem Vương Tử Khâm nhanh nhẹn rời đi Bên cạnh A Lệ công chúa đi lên phía trước nhẹ giọng nói Gia Nhi Ta cuối cùng cảm thấy người này không thể tùy tiện tin tưởng Người nên cẩn thận một chút mới được A Lệ công chúa Nguyên bản không có tên trong danh sách đi cùng Sau này Nàng trăm phương nghìn kế cầu tề quốc công Có thế mới được cùng theo tới Nhưng Việc nàng tồn tại ở nơi này Cũng thập phần làm cho người ta ghé mắt Lý Vị Ương tươi cười càng lãnh đạm, ngữ khí bất chi bất giác có thêm tam phần hàn ý, "Tín tưởng ư? Ta chưa từng tín nhiệm nàng ta." A à Lệ công chúa tim đập nhanh hơn nói, "Ngươi đã không tin nàng, vì sao còn muốn ở trong này cùng nàng nói chuyện lâu như thế?" Lý Vị Ương tươi cười càng hòa khí, A à Lệ công chúa lại nhìn theo tươi cười bên kia, càng không hiểu được một loại trào phúng, còn chưa kịp nói chuyện liền nghe thấy Lý Vị Ương đáp lời. Công chúa, ngươi xem một canh giờ trước bầu trời vẫn là mây đen dày đặc, giống như muốn đổ mưa, giờ phút này cũng đã tiêu tan. Ánh mặt trời sáng lặn, khả thấy hôm nay thật sự là thời tiết tốt, không biết hôm nay có chuyện tốt gì sẽ phát sinh đây. Nàng nói ra một câu như vậy, à lệ công chúa cũng là mạc danh kỳ diệu đứng yên, càng cảm thấy nghi hoặc. Đã nhiều ngày nay, Lý Vị Ương cùng húc vương nguyên liệt, cùng với quách đạo quách đôn, đều không biết đang thương lượng sự tình gì, cả ngày nói nhỏ, A lệ công chúa vài lần ngỏ ý muốn tham gia, chỉ là bọn họ cố tình xem nàng như đứa nhỏ, cũng không cho nàng tham dự. Vương tử khâm kia có phải hay không? Thật sự vì quách gia mà trừ bỏ bùi bật tên tai họa ngầm này không? Nàng luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời là chỗ nào không đúng. Giờ phút này hoàng đế đã dẫn đầu dạo bước tiến lên vạn chùa, mà phía sau hắn bọn quan viên lần lượt nhất nhất trải qua kiểm tra, cho dù là thái tử điện hạ cũng không thể ngoại lệ. Sở dĩ văn võ bá quan Luân phiên bị kiểm tra đều rất là phiền toái Từng cái từng cái Qua kiểm tra cũng muốn hao một nửa canh giờ Cho nên đại gia mới sớm như vậy Liền đã chạy tới vạn chùa Hiện tại khoảng cách thời gian hiến tế Còn ước chừng hai canh giờ nữa Cũng đủ thời gian để bọn họ kiểm tra xong Thời gian kiểm tra đến bùi bật Tướng lãnh phụ trách Quả nhiên gọi hắn lại Bùi cầm tử mười người đứng ra một bên Bùi bật sửng sốt lập tức liền đi tới ở phía sau hắn tất cả mọi người là khe khẽ nói nhỏ thầm nghĩ bùi bật đến cùng là có chuyện gì vì sao lại bị gọi đứng ra một bên nhưng là ngoài dự đoán của bọn họ bất quá nửa canh giờ sau bùi bật đã trở lại vẻ mặt chính là còn có một tia không hiểu người bên cạnh liền hỏi bùi công tử đây là thế nào vậy bùi bật mặt ngoài cũng là thập phần kinh ngạc lại cười cười nói không có gì chính là kiểm tra giống như có chút vấn đề hiện tại đã giải quyết xong mọi người mới yên lòng cùng bùi bận cùng nhau tiến nhập vạn chùa lý vị ương xa xa nhìn thấy một màn này vẻ mặt bên trong lại dẫn theo ba phần ý cười a lệ công chúa nói vương tử khâm xem ra thật sự là có thể tín dụng nàng ta quả nhiên đã động thủ trên người bùi bận lý vị ương quay đầu nhìn a lệ vẻ mặt đạm mạc nói công chúa thiện hạ mọi việc không thể chỉ nhìn mặt ngoài hắn tránh đi nửa canh giờ cũng không có nghĩa trên người bị người ta động thủ A lệ công chúa ngay đến đó thì càng kinh ngạc Nàng không chú ý tới Đứng vào đội ngũ quách thị Trao đổi một ánh mắt với nhau Cũng là ngăn chặn trong con người cười lạnh Mà húc phương nguyên điệt lại không biết đang suy nghĩ cái gì Một đôi con ngươi màu hổ phách phảng phất bộ dáng muốn xem kịch vui Hoàng đế từng bước một Bước trên ngọc đạo thềm đá Vương tử khâm xa xa nhìn Trong mắt toát ra một tia cười lạnh Quách già không biết bản thân đang bị nàng tính kế Chỉ sợ là đang vui mừng Lúc này đây bởi vì hiến xá lợi tử có công, hoàng đế phân phó tể quốc công đốc tạo vạn chùa, chùa tu sửa thành công, hắn còn đối tể quốc công thêm tán thưởng, thưởng không ít lễ vật. Cho nên nếu chùa miếu xảy ra vấn đề gì, người bị trách tội đầu tiên chính là tể quốc công. Bởi vậy, vương tử khâm liền nghĩ ra một chủ ý, lúc này đây nghi thức hiến tế là từ lễ bộ phụ trách, mà từ cấm quân phụ trách ngoại bộ chính là công tác hộ vệ. Vương Quỳnh ở cấm quân bên trong, Hôm nay người phụ trách đi kiểm tra chính là hắn Cũng là hắn tiến cử qua Khương Vũ Cho nên Vương Tử Khâm liền lệnh Khương Vũ suy nghĩ biện pháp Ở ngự đạo phía trên động tay động chất một chút Hoàng đế một đường đi qua Bên ngoài thuật nhìn gió êm sóng lặng Kỳ thực ngự đạo phía dưới lại ngầm có cơ quan Chẳng qua làm là thập phần tinh xảo Ngoại nhân tuyệt đối nhìn không ra Thời điểm hoàng đế đi qua cơ quan Sẽ lùi lòng đi vào Hoàng đế tự nhiên sẽ té ngã hơn nữa tuyệt đối rơi không nhẹ, chẳng sợ hắn có võ công, cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được mặt đất vang phẳng tự nhiên lại sụp đổ toàn bộ xuống. Một khi thành công, cơ quan sẽ tự động đốt hủy, gọi người cha cũng không thể để lại bằng chứng gì. Suy nghĩ một chút, ngự đạo này cũng là toàn bộ vạn chùa, đều là do tề quốc công phụ trách đốc tạo. Ê hạ vì sao đi qua ngự đạo lại xảy ra vấn đề? Rõ ràng là tề quốc công ngươi phải có tâm muốn mưu hại hoàng đế. Tội danh này cũng không cần hoàng đế đến định, đến lúc đó tự nhiên giao từ tam pháp tư luận sử lần trước vương tử khâm đối với lý vị ương có điều bất mãn hơn nữa quách gia lại tận lực ở bên ngoài thổi phòng huynh trưởng nàng sở tác sở vi khiến cho nàng không thể không bảo phụ thân bắt trói tam ca đưa vào kinh diện thánh chịu đòn nhận thôi cầu xin bệ hạ tha thứ chuyện này đối với vương tử khâm người kiêu ngạo như vậy xem ra là vô cùng nhục nhã nàng ta lại có thể nào không tìm quách gia tính món nợ này dám coi thường người nhà nàng thì nàng nhất định phải đòi lại hơn nữa là ngàn lần gấp trăm ngàn lần đến đòi lại hành thích vua là tội lớn ngay cả tề quốc công luôn luôn thầm thánh quyến lại có quách quý phi cùng tĩnh vương điện hạ ở trong cung xoay quanh cũng sẽ thập phần phiền toái nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn hoàng đế bước đi một bước trên ngự đạo rất nhanh con đường kia sẽ tới hai mươi bước mười lăm bước mười bước năm bước đến rồi Hoàng đế một đường đi qua, long hành hổ bộ cũng là thập phần vững chãi. Vương tử Khâm biến sắc, bất tri bất giác hoàng đế đã đi qua con đường kia, cũng không có xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Vương tử Khâm đứng ở nơi đó, đôi mắt lộ ra vẻ mặt không dám tin, thậm chí toàn thân đều run lên nhẹ nhẹ. Nàng lập tức chậm rãi định thần đi đến, trong lòng nghĩ đến cơ quan chế tạo rất hoàn mỹ, bản thân làm người không biết thử bao nhiêu lần, hiệu quả đều rất tốt. Vạn vô nhất nhất mới có thể khởi động tốt. Vì sao hiện tại lại liền không nhảy? Không, tuyệt đối không có khả năng này. Bản thân rõ ràng là tự tay thiết kế cơ quan. Làm sao có thể biến thành như vậy được? Vương tử khâm trên chóc mũi tắm ra một vụn mồ hôi nhỏ. Nàng nhìn chăm chăm vào ngự đạo kia. Thẳng đến khi nghe thấy bên cạnh có một đạo âm thanh. Vương tiểu thư ánh mắt kỳ quái thế nào vậy? Vương tử khâm quay đầu nhìn thấy Lý Vị Ương. Một gương mặt mỉm cười, giữa ánh mặt trời này vị quách gia tiểu thư khuôn mặt vốn thân thiết phảng phất bộ dáng rất là quan tâm nàng vương tử khâm cắn chặt khớp hàm mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm dao động nói ta không có gì chính là giữa ánh mặt trời đứng hơi lâu đầu có chút choáng váng thôi lý vị ương mỉm cười lúc này các nàng đứng chung một chỗ người khác đều nhìn đến ánh mắt kinh ngạc dù sao ở trong mắt mọi người các nàng đều là thân phận tình địch không thể thân thiết nhưng Lý Vị Ương trên mặt lại nhìn không ra chút khác thường nào, thậm chí vẫn là thập phần ôn hòa nói. Cái cơ quan kia xem ra còn phải hoàn hảo tu chỉnh lại, vào lúc cần dùng mới có thể chạy tốt được. Vương Tử Khâm sắc mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt, nàng nhìn chầm chầm Lý Vị Ương không dám tin nói. Là ngươi! Lý Vị Ương tươi cười càng thong xong một đôi con ngươi thủy tinh trong suốt hiển lộ ra một tia lạnh băng, hàn ý nói. Vương Tiểu Thư, muốn hại người vẫn là phải hào hào suy nghĩ một chút, thủ đoạn của mình phân lượng có đủ hay không. Thời điểm ngươi muốn động thủ ta cũng đã chú ý. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, còn kém một chút nữa thôi. Nếu bệ hạ thuận lợi vấp ngã, nhất định sẽ truy cứu quách phủ ta, một cái chi tội hành thích vua. <laughs> liền tính vô cùng nghiêm trọng rồi Cũng là đối với hoàng gia đại bất kính Hoặc là không hoàn thành nhiệm vụ Đến lúc đó nhẹ thì xét nhà nặng thì diệt tộc Vừa vặn đã thành tâm nguyện của Vương Tiểu Thư Hiện tại kết quả này Vương Tiểu Thư hẳn là thập phần thất vọng đúng không? Vương Tử Khâm lúc này một thân hoa phục Cũng là hãn y phục ẩm ướt tay áo kia từng trận gió lạnh thổi tới Nàng cả người đều có một loại ảo giác sắp đông cứng Nhìn Lý Vị Ương Nàng môi giật giật cũng là một chữ cũng nói không ra được Lý Vị Ương thần sắc bình tĩnh nói Như vậy cơ quan này Nên dùng trên chiến trường Thế nhưng Vương Tiểu Thư lại đem nó dùng Để hãm hại Trung Lương Nếu Đại Tông Sư biết ái đầu của hắn Thế nhưng lại có thể đạp hư tâm huyết của hắn Không biết sẽ tức giận đến cỡ nào đây Vương Tử Khâm nghe được Lý Vị Ương Đề cập đến sư phụ của mình Không khỏi tin đập nhanh hơn nói Quách ra, ngươi đến cùng là muốn nói gì Lý Vị Ương cười cười đôi mắt dưới ánh mặt trời càng thêm sáng quắc vương tiểu thư phía sau còn có trò hay không cần sốt ruột vội đâu vương tử khâm nghe đến đó trong lòng càng lo âu nàng theo bản năng muốn lui về phía sau một bước lý vị ương lại cố ý cầm cổ tay nàng vương tử khâm âm thanh lạnh lùng nói buông ra lý vị ương mỉm cười vương tiểu thư sức lại nóng vội như vậy ta đã nói còn muốn mời ngươi xem diễn trò hay mà vương tử khâm cắn răng nói ta nói ngươi buông tay ta ra lý vị ương cũng là không nhúc nhích đứng ở nơi đó vương tiểu thư ta khuyên ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ phải biết rằng nơi này đang có rất nhiều người đang nhìn chúng ta ta là nhìn thấy ngươi choáng váng đầu mới cho rằng có lòng tốt đỡ ngươi không cần hành động mất hết dáng vẻ tiểu thư cao quý vương tử khâm trong mắt toát ra một tia kiêng kỵ nàng tận không ngờ quách gia này thoạt nhìn bình tĩnh ung dung không có gì đặc biệt nhưng khi đến thời khắc mấu chốt lại đúng là một người tâm ngoan thủ lặt nàng nói là trò hấp dẫn muốn xem đây là ý nói cái gì đây lúc này lễ bộ thượng thư ở phía trước dừng lại cao giọng nói đồ cúng bắt đầu vì thế hoàng đế dâng hương hành lễ đi đầu quỳ xuống phía sau liền tất cả quỳ theo theo sau hoàng đế lại đứng lên tiếp tục đi lên trước trải qua vạn chùa đại điện rốt cuộc đến quảng trường tế lô phía trước một trận gió thổi tới Hoàng đế nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiếp nhận lễ bộ thượng thư giang rượu chậm rãi dương khay giải rượu xuống mặt đất. Dựa theo lệ thường, hoàng đế tự tay đọc kinh phật phụng cho tổ tiên thần linh, cũng vì hướng phật tổ cầu phúc. Đây là nội dung trọng yếu của nhi thức tế lễ. Vương tử khâm trong lòng vừa động không khỏi nói: Quách gia thế cùng hiện tại kết quả là người đang muốn làm gì đây? Lý vị ương nhàn nhạt, nhạt nói: Đợi một lúc nữa vương tiểu thư sẽ biết thôi. Vương Tử Khâm không, không khỏi muốn thoát khỏi Lý Vị Ương, cũng không biết nói vì sao đối phương. Tuy bàn tay lạnh lùng như băng, khí lực lại rất lớn, nàng nhưng lại nhất thời tránh thoát không ra. Nàng muốn dùng nội lực đánh văng Lý Vị Ương, nhưng lại thấy Lý Vị Ương mỉm cười nói. Nếu ta ở trong này bị thương, mọi người không khỏi sẽ hoài nghi Vương Tiểu Thư đã làm cái gì đâu. Nếu ta là ngươi, sẽ ở chỗ này hào hào đứng yên, miễn cho liên lụy đến bản thân, cố gắng không nghe lời thật sự là không ổn lắm đâu. Vương tử khâm đương nhiên không dám ở trước mặt mọi người động thủ, phải biết rằng những người quách gia kia sẽ không ngồi yên. Nghĩ đến quách đôn võ công cùng quách đạo tài trí, vương tử khâm thở dài một hơi nói, Được rồi, ta chịu đứng im là được chứ gì? Quách tiểu thư, lần này là ta sai rồi, mời ngươi buông tay ra. Lý Huy Ương lúc này mới buông tay, vương tử khâm sẽ xoay người rời đi. Lại nghe thấy nàng khẽ cười một tiếng nói, Vương tiểu thư hào hào hãy chờ xem, ngươi còn phải học tập rất nhiều vương tử khâm sửng sốt lúc này đám người bên trong lại đột nhiên nổi lên một trận xôn xao không biết trong lúc hiến tế hương cho đột nhiên theo lô chung bay xuất ra dừng ở trên y bào của người phần dương vương nhất thời cháy lên phần dương vương quát to một tiếng thân hình mập mạp phốc ngã xuống đất hắn lớn tiếng quát cứu hỏa mau cứu hỏa lập tức có người hướng hắn xông tới nhưng phần dương vương trên mặt đất lăn mấy vòng làm tất cả mọi người kinh động kia trên người hỏa lại càng cháy lớn hơn cháy lan sang cả áo choàng của hắn hộ vệ xông lên thật vất vả mới dập tắt hết lửa trên người hắn rồi đem hắn cả người nâng dậy lại nghe thấy có người kêu lên một tiếng nói trời ạ à, đây là cái gì thế mọi người ảo ảo quay đầu đã thấy đám người bên trong đột nhiên tản ra duy độc lộ đứng ở bên trong là bùi bật bùi bận sắc mặt tái nhợt hắn không dám tin nhìn khoảng cách bản thân một bước bước trên đất có một thanh trùy thủ Hắn không dám tin, nhìn khoảng cách ở trước mặt mình một bước, trên đất kia có một cây trùy thủ. Có người chỉ vào bùi vật lớn tiếng nói, trên người hắn mang theo binh khí, tất nhiên là có ý đồ gây rối muốn miêu hại bệ hạ, mà bắt lấy hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Hôm nay là nghi thức hiến tế của bệ hạ để cấm quân ở ngoài nên không một ai được đem binh khí trên người. Vừa rồi trải qua trùng trùng kiểm tra, bùi bật trên người vì sao lại đem theo chỉ thủ. Vương Tử Khâm lập tức quay đầu, nhìn chăm chăm Lý Vị Ương, ánh mắt lạnh như băng nói. Thì ra là thế. Lý Vị Ương mỉm cười nói, Vương Tiểu Thư tự cho là mình thông minh, thường không biết đạo lý, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Từ lúc ngươi phân phó người cố ý diễn trò ngăn bùi bật lại, ta cũng đã sai người động thủ. Ta biết, ngươi là muốn ta nghĩ làm bùi bật trên người ẩn giấu chỉ thủ, là muốn tranh thủ ta tín nhiệm. Nhưng Khương Tướng Quân quyền cao chức trọng, chức trách trong người đương nhiên sẽ không tự mình đi làm việc này bên người hắn có một gã phó tướng liền sung phong nhận việc ồ vương tiểu thư chỉ sợ không biết vị phó tướng này cùng tam ca ta quách trừng là vạn tốt ta biết hiến tế mặc lễ phục trồng chất bình thường nếu nhét thêm binh khí sẽ không cảm giác được bụi bần chắc là sáng sớm đã nhận được tin tức của ngươi thập phần tin cậy ngươi cho nên mới làm ta tìm được cơ hội như vậy vương tử khâm lắc lắc đầu nói không không đâu Khương Vũ là một người thông minh, hắn tuyệt sẽ không để ngươi có cơ hội có thể ở trên người bùi bật động thủ như vậy. Cái gì mà phó tướng thì càng không có khả năng. Lý Vị Ương nở nụ cười. Vương Tiểu Thư thật sự là thông minh, nguyên bản là ta muốn mượn cơ hội trừ bỏ một hai cái cơ sở ngầm, vẫn là bị ngươi nhìn ra rồi. Chính là ta đến cùng là đem trùy thủ giấu ở trên người bùi bật, vẫn là sai người cố ý giấu trùy thủ trên người của hắn. Chuyện này phải nhờ vào Vương Tiểu Thư bản thân sai, Tất cả sự việc do ngươi dự tính đều bị ta nhìn thấu, thật là mất mặt. Vương tử khâm sắc mặt biến dị khó coi, nàng nhìn lý vị ương, nửa ngày tức giận đến nói không nên lời. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có người có thể đem nàng đùa giỡn trong tay như vậy. Quách phủ tiểu thư này thật đúng là quá lợi hại. Nàng cười lạnh một tiếng nói, ta cuối cùng cũng hiểu vì sao người bùi gia lại kiêng kỵ ngươi như vậy. Ngươi thật sự là đối thủ rất lợi hại, đáng giá để ta kính nể lý vị ương không bởi vì đối phương khen mà lộ ra chút đắc ý nàng chính là bình thản nói ngươi không hại ta ta nhất định không động đến ngươi vương tiểu thư nếu ngươi không có tâm muốn hại ta ta làm sao lại đối đãi với ngươi như vậy vương tử khâm tức giận đến cực điểm lại chỉ có thể kiềm chế xuống ngoài cười nhưng trong không cười nói quách tiểu thư cũng thật biết nói chuyện người một khi hại người cũng nên cho người một chút đường rút lui lúc này liền nghe thấy hoàng đế tức giận nói bồi bật trên người ngươi mang theo chủy thủ là có ý muốn gì bùi bật phịch một tiếng quỳ xuống đất thế nhưng cũng không lung lay mặt mày trong đó tràn đầy hoảng sợ bên người hoàng đế tự nhiên có người tức giận nói vệ hạ bùi bật ngang nhiên mang theo binh khí tham gia nghi thức hắn nhất định là có ý mưu phản hoàng đế vừa muốn nói chuyện lại cảm thấy đầu đau nhức hắn lạnh lùng nói bùi bật ngươi giỏi lắm chậm đối đãi ngươi không tệ cũng dám hành thích vua bụi bật mồ hôi như mưa chảy xuống cơ hồ nói không ra lời hắn thật không ngờ tỉ mỉ cùng vương tử khâm bày ra trò hay định hại người lại biến thành hại mình sớm biết rằng không nên tin tưởng nữ nhân này trên đời này nữ nhân đều giả dối căn bản không đáng tin hắn quay đầu nhìn về phía vương tử khâm trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa người bắn đứng ta vương tử khâm lạnh lùng nhìn hắn cũng là thần sắc bất động Bụi bận không có chút chứng cứ có thể chứng minh người vương gia cùng hắn cấu kết. Tại sao lại trong lúc này thay đổi bán đứng hắn? Bản thân chẳng qua là cùng hắn giao dịch để đạt được mục đích, muốn liên hợp đối phó quách phủ mà thôi. Đã từ khi nào thì bọn họ thành bằng hữu Đừng quên lần trước, bụi bận còn muốn cướp đi công chúa hãm hại vương gia. Đã không là bằng hữu thay đổi thì cũng không gọi là phản bội. Quả thực là buồn cười. Hoàng đế nổi trận lôi đình, lại dám ở nghi thức hiến tế định đâm hắn, chuyện này không phải cái gì có thể dễ dàng tha thứ, đương nhiên, bên cạnh hắn cũng có Bùi thị bộ tộc chạy nhanh xuất ra cầu tình, bệ hạ, Bùi công tử tuyệt đối không có tâm như vậy, tất nhiên là có người cố ý vu oan hãm hại. Tể quốc công thanh âm lạnh lùng nói, hạ đại nhân nói sai rồi, ai lại vô duyên vô cớ hãm hại hắn, chính là hắn bởi vì bị mất một khoản tiền lớn, cho nên đối với bệ hạ lòng mang oán hận mới có ý đồ ám sát. Hạ đại nhân, ta khuyên ngươi nếu không liên quan thì không nên vì hắn cầu tình sẽ bị liên lụy bản thân, bằng không sẽ luận xử đồng đội. Hạ đại nhân lắp bắp kinh hãi, trừng mắt tề quốc công nói, quốc công ra, ngươi nói mấy lời này là nói ta cùng bùi gia có cấu kết sao? Tề quốc công cười nhẹ nói, đây chính là hạ đại nhân ngươi tự miệng nói ra, ta cũng không hề nói như thế. Thái tử giờ phút này đứng ra lớn tiếng nói, Phụ hoàng, nhi thần tin tưởng bùi bật tuyệt không có gan làm như vậy. Cái gọi là mang theo binh khí nhất định là có người cố ý ở giữa làm khó dễ. Thỉnh bệ hạ cho nhi thần thời gian mấy ngày để điều tra rõ ràng, nhất định sẽ cho phụ hoàng một đáp án vừa lòng. Tĩnh vương cười lạnh một tiếng nói. Nghi thức hiến tế ra sao mọi người đều biết, ai trong này cũng đều là văn võ bá quan triều đình trên người là tuyệt đối không có khả năng mang theo binh khí nếu vừa rồi không có phát sinh ngoài ý muốn chúng ta còn không biết hóa ra có người muốn lấy tính mạng của phụ hoàng bùi bật biết luật mà vẫn phạm luật rõ ràng chính là có ý định mưu hại thái tử điện hạ ngươi thân là con của phụ hoàng vậy mà ngươi lại không quan tâm đến oan nghi của phụ hoàng thế nhưng lại chỉ nghĩ đến che chở bùi ra sao ngươi lại dắp tâm làm như vậy thái tử sắc mặt trắng bệch vội vàng nói Phụ hoàng, như thần tuyển không có ý này Tĩnh vương nhàn nhạt, nhạt, nói Có lẽ bùi bật là bị người ta cố ý sai bảo, Mang theo trùy thủ nhập điện Cho nên thái tử mới như thế viện hộ giúp hắn Đây là ý nói Bùi bật gây nên chính là Có người xúi dục Thái tử quay đầu lớn tiếng hướng tĩnh vương quát lớn Tĩnh vương Người không cần ở trong này ăn nói bừa bãi Tĩnh vương mỉm cười hướng hoàng đế nói Phụ hoàng Bùi bật mang theo binh khí đã là chứng minh hắn có ý xấu. Thái tử cũng là luôn luôn vì hắn biện hộ, không biết là có tâm ý gì đây. Thịnh Phụ Hoàng nghiêm tra việc này, không được nương tay. Tề Quốc Công cùng vài vị quan viên khác cũng tiến lên một bước, ào ào yêu cầu bệ hạ nghiêm trị bùi bật, dần đe, địch sát. Nghi thức tế thiên quan trọng thế nào, làm sao có thể cho phép người khác mang theo bình khí mưu toàn gây rối được. Bệ hạ nếu là tha thứ cho hắn, kia mới thực là nguy hiểm, về sau ai cũng có thể làm việc sằng bậy như hắn Tuy rằng bùi bật hôm nay không thật sự có hành động ám sát Nhưng là mang theo binh khí Thì bản thân đã là một đại tội Hoàng đế cười lạnh một tiếng Ngoại trừ Bùi bật Hôm nay người phụ trách tuần tra quan viên là ai Khương Vũ nghe vậy vội vàng bước ra khỏi hàng Quỳ dạp xuống đất Thanh âm đều đang run run Bệ hạ là vi thần Hoàng đế xem hắn ánh mắt kia bên trong giống như bắn ra mấy đạo kiếm. Hôm nay, ngươi là người phụ trách kiểm tra, vì sao có thể làm cho người mang theo binh khí nhập điện? Khương Vũ nghe tới đó, cơ hồ toàn thân ẩm ướt, hắn quỳ ở nơi đó không ngừng dập đầu lớn tiếng nói, bệ hạ là vi thần nhất thời sơ xuất, thỉnh bệ hạ thứ tội. Hoàng đế ánh mắt càng thêm ẩn lãnh, hắn nhìn qua thái tử, tĩnh vương, tể quốc công, vương quỳnh cùng tất cả thần tử trên mặt nhất nhất đạo qua vương tử khâm tâm không khỏi gợn sóng khương vũ là lúc trước phụ thân giới thiệu nàng nghĩ đến đây quay đầu nhìn lấy vị hương lúc này nàng mới biết đường đối phương chân chính là có dụng ý gì quả nhiên tề quốc công thanh âm lạnh lùng nói khương vũ người thân là tướng lãnh phụ trách kiểm tra tại sao lại bỏ qua một người như vậy không đúng ta mơ hồ nhớ được vừa rồi ngươi là người cố ý kéo bùi bật qua một bên Hắn là phải kiểm tra cẩn thận kỹ càng hơn vì sao trên người hắn còn có thể mang theo binh khí đây khương vũ sắc mặt càng thêm tái nhợt hắn thận không ngờ sự tình lại phát triển đến nước này hắn vội vàng nhìn về phía vương quỳnh hy vọng người đó có thể cứu mình vương quỳnh bước ra khỏi hàng hướng hoàng đế nói bệ hạ vi thần có thể thay khương vũ bảo đảm hắn tất nhiên sẽ không làm ra loại sự tình này tần vương cùng tấn vương chuyện không liên quan đến mình đều là cao cao quải khởi mắt lạnh nhìn xem Tĩnh Vương cười lạnh một tiếng nói, "Chuyện này không đơn giản như vậy, vương tướng quân, Khương Vũ là đệ tử của ngươi, lại là ngươi giới thiệu làm quan, nhìn cũng biết ngươi nhất định sẽ đối với hắn nhiều mặt che chở, nếu là Khương Vũ trong lòng không có quỷ, vì sao lại đem Bùi Bận gọi vào một bên đã trải qua cẩn thận kiểm tra, thế nhưng trên người Bùi Bận lại vẫn mang theo được binh khí, chuyện này không phải là rất mâu thuẫn hay sao? Rõ ràng là bọn họ hai người cấu kết có ý đồ ám sát bệ hạ." Vương đại nhân Người thế nhưng lại che chở một người như vậy Người cũng biết tội hay sao Vương Quỳnh bị tĩnh vương trách móc Ngay cả hắn đa mưu túc trí Cũng không tự chủ được trong lòng phát lạnh Nghĩ thôi cũng biết hôm nay chuyện này Vô luận như thế nào Hắn cũng không tránh thoát khỏi can hệ liền nghĩ vừa rồi hắn không đứng ra Cũng sẽ có người không tin tưởng hắn Bởi vì Khương Vũ có thể xem như là đệ tử của hắn Lại là do hắn một tay giới thiệu vào cấm quân không riêng gì hắn, ngay cả cấm quân thống lĩnh chỉ sợ cũng phải đến chất vấn, khiển trách. Hắn nghĩ tới đây, hội vàng nói, bệ hạ, Khương Vũ sao mà có lá gan lớn như vậy được? Hắn chính là nhất thời, thất cha mới bị bùi bật lừa dối qua mắt, nhất định không là cùng nghịch ta có cấu kết, thỉnh bệ hạ xem xét. Hoàng đế nhìn hoàng tử, lại nhìn các triều thần, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, được, được, các ngươi đều xem chẫm là người ngu ngốc đem ra trêu đùa sao? từng cái từng cái tự sâu chuỗi sự việc không biết ở sau lưng đang tính kế gì đây lý vị ương nhìn một màn này nở nụ cười chính là ngươi ăn loại quả đắng nếu không phải ngươi luôn luôn nâng đỡ vương gia ý đồ lợi dụng bọn họ kiềm chế quách gia làm sao có thể phát triển đến nước này hiện tại vương gia đã bị ngươi tha xuống nước lúc này đây ngươi phải xử trí thế nào cho hợp tình hợp lý đây là một đế vương ngươi nên biết thời điểm nên trừng phạt sẽ trừng phạt bằng không chỉ làm loạn triều cương Hôm nay Bùi Bật mang theo binh khí vào thượng điện đã là không thể không chết. Khương Vũ có thể bị cho là cấu kết đồng tội danh. Cũng trùng quỳ là phạm vào thất cha chi tội, mà Vương Quỳnh là người tiến cử Khương Vũ, chuyện này không thể chối cãi được nữa. Hắn vừa rồi còn đứng ra vì Khương Vũ biện hộ thay. Chẳng sợ hắn không có đứng ra, lúc trước hắn sai lầm tiến cử cũng sẽ kéo hắn xuống nước. Cho nên ba người hiện thời đều là trong một cái chuồng, ai cũng chạy không thoát. Duy nhất phân chia chẳng qua là phạm tội nặng hay nhẹ mà thôi Muốn tránh được trách phạt Trừ phi hoàng đế cố ý thiên vị Nếu hắn là thiên vị Sau này ai cũng đều sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn Đây chính là vấn đề nan giải Lý vị ương cố ý muốn nhìn hoàng đế khó xử Cố ý chọc giận hắn Muốn bản thân hắn khó xử Không cho hắn có điểm lui Thế mới không làm bản thân thất vọng mấy ngày nay khổ tâm suy tính Cảm thấy thoải mái vô cùng Vương tử khâm cười lại một tiếng Nhìn Lý Vị Ương nhẹ giọng nói Quách tiểu thư quả nhiên lợi hại Liền ngay cả đối với ta và triều quan Cũng có thể lý giải cặn kẽ như vậy Lý vị ương mỉm cười Ở Việt Tây có một chế độ Phàm là người đề cử nhân tài cho triều đình Cũng phải gánh vác trách nhiệm Nhưng là ai cũng không dám bảo đảm bản thân đề cử Chân thật khách quan Cho nên nếu không là lợi ích tương quan Đại gia cũng sẽ không việc gì lại mạo hiểm Đề cử người không liên quan bản thân Cái này thúc đẩy nhân tài chọn lựa chế độ Biến thành cạp phái quan hệ chế độ mọi người đề cử nếu không là đệ tử của mình thì cũng chính là thân thích cái gọi là một người làm quan cả họ được nhờ, một người thất thế lẫn nhau nâng đỡ, dân ra việc này thông qua khoa cử công khai tuyển chọn ở bên ngoài, vàng là cầm quyền đại gia tộc cùng với văn võ bá quan trong lúc đó, đều muốn có nhiều quyền lợi là bất đồng lợi ích với nhau, nếu xuất hiện một chút phạm lỗi ở viên quan kia thì người đề vạn hắn lúc trước cũng sẽ phải chịu trách nhiệm theo. Khương Vũ là do Vương Quỳnh một tay đề cử, có thể nói hắn là thân tín. Lần này Khương Vũ phạm vào sai lầm, Vương Quỳnh đương nhiên cũng sẽ không có kết quả gì hay ho. Vương Tử Khâm lắc lắc đầu. Nàng ta rốt cục cũng ý thức được quách gia chân chính này lợi hại không phải ở chỗ thủ đoạn mà là ở chỗ xem xét nhân tâm. Chuyện diễn ra tại đây, quách gia nắm chắc tâm tư của nàng, nắm chắc tâm tư bùi bật, thậm chí còn nắm chắc luôn cả tâm tư của hoàng đế. Bọn họ nhiều người như vậy, thế nhưng lại bị một nữ tử trẻ tuổi đùa dẫn. Vương tử khâm nàng tự cho là người thông minh tuyệt thế, tài hoa hơn người, trung quy bất quá chỉ là quân cờ trong tay đối phương. Giờ phút này, vương tử khâm thật sâu lĩnh ngộ được tâm cơ của Lý Vị Ương, cơ hồ làm cho người ta không rét mà run. Nàng ta nhìn chầm chầm đối phương, tận lực khắc chế nội tâm run dậy. Người cho là như vậy thì có thể đem vương ra chúng ta đẩy vào chỗ chết hay sao? lý vị ương khóe môi ý cười vương tiểu thư vừa nãy ngươi thiết kế cảm vẫy định hãm hại quách gia ta nếu như giờ này người bị định tội là cha ta thì những người khác cũng sẽ nghĩ cách giúp ông ấy thoát tội cùng lắm quách gia sẽ bị một trận đà kích mà thôi lại không nguy hiểm đến tính mạng đồng dạng vương gia cũng sẽ bị như thế nếu là ta thật sự muốn đẩy vương gia vào chỗ chết giờ này ngươi cũng không thoải mái đứng tại nơi này đâu vương tử khâm ức chế không được cười lạnh tuy rằng không là trí chu tử địa cũng gần đứng cạnh bờ vực nếu là vừa rồi ngươi lại xuống tay ngoan động một chút hiện tại chúng ta một người cũng đều chạy không thoát vương tử khâm nói như vậy chính là biết được tiếp theo bệ hạ sẽ làm gì quả nhiên liền nghe thấy hoàng đế âm thanh lạnh lùng nói đem bùi bật giam vào thiên lao khương vũ tước chức làm thứ dân lưu đầy ba ngàn dặm còn về phần vương quỳnh hoàng đế nói tới đây thoáng tạm dừng một chút vương quỳnh không khỏi run lên chị nghe thấy hoàng đế lạnh lùng thốt phạt bổng lộc một năm giao trách nhiệm cho người khác bí môn ba tháng vương quỳnh cúi thấp xuống hoàn hảo bệ hạ trung quy không quy trọng trách nhưng lần này vương gia cũng coi như là bị mất mặt bùi bận thậm chí còn không kịp vì bản thân biện giải đã bị người áp giải xuống thời điểm cấm quân áp hắn đi qua bên người lý vị ương bùi bận đột nhiên cười lạnh một tiếng trong mắt hắn bắn ra vô cùng phẫn hận lần này xem như ngươi đã đạt được tâm nguyện hắn lại nhìn chằm chằm vương tử khâm trong lòng càng thêm cáu giận chỉ tiếc hắn không có chứng cớ bằng không tuyệt sẽ không bỏ qua cho kẻ đã phản bội hắn lý vị ương không nói gì chính là mỉm cười quỷ vận không có cơ hội lưu lại lâu mà khương vũ tuy rằng nghe theo lời vương tử không làm việc nhưng là tại thời khắc mấu chốt hắn càng không thể bán đứng vương phủ tiểu thư nếu người của vương gia cùng hắn tha xuống nước thì sẽ không còn có người cứu viện cho hắn vào lúc này cho nên hắn im lặng không nói một lời để người ta áp giải mình xuống một hồi tế thiên náo loạn đến bây giờ đã làm cho người ta hoảng sợ nhưng hoàng đế xoay người sang chỗ khác lớn tiếng nói lần này đem đầu cúng trình tự toàn bộ hoàn thành mọi người nghe đến đó không khỏi thở vào một hồi nhẹ nhõm lại cũng không dám nói thêm gì cẩn thận tỉ mỉ dựa theo phương án ban đầu theo nghi thức hoàn thành chờ hoàng đế bước đi xa mọi người mới thở vào nhẹ nhõm một hơi ảo ảo khẽ khẽ nói nhỏ thái tử cười lạnh một tiếng Tĩnh Vương, ngươi thật đúng là có tính toán. Tĩnh Vương mỉm cười, hướng về Thái tử nói. Thần đệ cung đưa Thái tử. Thái tử ánh mắt càng thêm phẫn hận, cũng không quay đầu lại, cất bước rời đi. Nghi thức kết thúc, Húc Vương Nguyên Liệt đứng ở bên trong đám đông, lập tức hướng Lý Vị Ương đi tới. Vương Tử Khâm ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Quách tiểu thư, ngươi và ta bởi vì Húc Vương Điện Hạ kết thủ kết oán, trên thực tế giữa chúng ta không có thủ hận, ta nói vậy đúng không? Lý Vị Ương không biết đối phương đột nhiên nhắc tới Việc này là có ý gì Nàng chỉ mỉm cười nói Vương Tiểu Thư còn có chuyện muốn nói sao Ta cho rằng trải qua chuyện như vừa rồi Người muốn cùng quách gia ta Trở mặt thành thù chứ Lúc này Nguyên Liệt đã bị đám người vây quanh Rất nhiều người ngăn hắn lại Ý đồ hỏi hắn về tâm ý bệ hạ phải biết rằng bệ hạ đối với nguyên liệt sủng ái, nhưng là tịnh sủng không suy, tất cả mọi người muốn từ hán để tìm hiểu một chút sở thích của hoàng đế. Hiện thời xem bùi gia hồng mạnh cuối cùng, một thế hệ đều như vậy mất đi. Mọi người mơ hồ cảm thấy trong chiều hướng gió đã đổi, cho nên bất chấp nguyên liệt tính cách cổ quái tàn bạo, vẫn là ảo ảo vây quanh. Nguyên liệt tức giận lại không thể phát tác, chỉ có thể đứng xa xa nhìn Lý Vị Ương vẫy vẫy tay. Mà lúc này Vương Tử Khâm tiếp tục nói, ta sở dĩ đối phó quách gia nguyên nhân quan trọng nhất là lần trước ngươi gắn cho tam ca ta lời đồn Lấy vị ương mỉm cười nói đó không phải là lời đồn đó là sự thật huống chi ta làm như vậy cũng bởi vì tam ca của ngươi dám đến náo loạn trước cửa quách phủ của ta trước thật là coi quách gia ta là nơi nào muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao vương tử khâm cười nhẹ nói vậy cũng tốt cũng không phải xích mích lớn đây đều đã là chuyện đã qua hy vọng tương lai quách tiểu thư sẽ không lại nhằm vào vương gia nữa lý vị ương tâm như lưu ly trong nháy mắt liền minh bạch cái này còn phải xem vương tiểu thư biểu hiện như thế nào nếu ngươi còn muốn tiếp tục cùng bùi hoàng hậu hợp tác hay là muốn thay đổi ý định lo lắng một chút cùng tác hợp tác vương tử khâm cười lại một tiếng <laughs> cùng bùi hậu hợp tác là bảo hồ lột da cùng ngươi hợp tác lại có chỗ gì tốt lý vị ương mỉm cười nói ít nhất cũng không có bị diệt tộc Vương Tử Khâm nhào mắt không khỏi nói Đây là có ý gì Lý Vị Ương thần sắc thong dong nói Ngươi tương trợ bùi hậu diệt quách ra Lại cho bùi hậu mượn sức vương gia ngươi Nghĩ cũng biết đợi đến khi thái tử đăng cơ Tự nhiên triều chính đều do bùi hậu nắm giữ Đến lúc đó bà ta Có thể tha cho vương gia ngươi kiêu ngạo sao Ngươi cùng bùi hậu giao tiếp cũng không tính là ít Chẳng lẽ đối với cá tính bà ta Lại không có chút nào hiểu biết Cái gọi là Thỏ khôn chết, giết chó săn, quách ra đổ rồi bà ta sẽ liền muốn đối phó với các ngươi vương tiểu thư trí tuệ như thế không phải là không biết chứ vẫn là cảm thấy bà ta sẽ phong cho ngươi chức phi tử gì đó cho nên có thể cố ý bỏ qua cho nhà các ngươi hay sao vương tử khâm cắn răng nàng làm sao không biết chính là nàng ta không phục mà thôi nàng ta có chỗ nào kém lý vị ương vì sao nguyên liệt thà rằng lựa chọn lý vị ương cũng không chịu lựa chọn nàng ta nhân tâm Phạt miêu chính là âm tư thuật như dùng cho hậu cung, trong triều đình chỉ làm nhiễu loạn triều cương, đối quốc đối dân đều không có chỗ nào lợi, lựa chọn một nữ tử như vậy đứng bên người hắn sao? Chẳng phải là ở chung sẽ có một ngày hủy đi sự anh minh của hắn hay sao? Cho nên nàng vô luận như thế nào cũng không thể lý giải được. Nói đến cùng, Vương Tử Khâm chính là lòng tự trọng quá cao, nàng cảm thấy húc vương nguyên liệt nhục nhã tôn nghiêm của nàng, cho nên phải hạ thủ quách gia, hướng hắn chứng minh quách gia là không bằng nàng. Nhưng mà hiện tại bản thân nàng lại bị đánh bại, nàng văn thao vũ lược đến âm mưu có thừa, thế nhưng lại bị bại bởi một quách gia tiểu thư. Trần không bước ra tới cửa, thế nào lại không nhìn quách gia tức giận cho được hôm nay nàng đâu chỉ là bị đánh bại hơn nữa còn là thảm bại một điểm quay đầu một điểm đường sống cũng đều không có nhìn vương tử khâm vẻ mặt khó coi lý vị ương biết nàng suy nghĩ cái gì nàng mỉm cười nói vương tiểu thư không cần cảm thấy khó xử bất quá là thước có giới hạn tức chưa đủ dài nếu là trên chiến trường ta cũng phải cam bái hạ phong nhưng luận là chuyện như thế này người vẫn là còn kém một ít Vương Tử Khâm không đồng ý nói thêm, chính là quay đầu hướng ra phía ngoài. Lý Vị Ương cảm thấy khuyên bảo không có hiệu quả cũng không nói nhiều, liền xoay người đi xuống bậc thềm. Không bao lâu, Nguyên Liệt liền đuổi theo Lý Vị Ương nói, "Nàng thế nào lại không đợi ta?" Lý Vị Ương trong mắt mỉm cười, trong miệng lại tức giận nói, "Không thấy ta đang xử lý tình địch sao?" Nguyên Liệt lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng Vương Tử Khâm nói, "Nàng không nên đem chuyện đó ra đùa với ta chứ." Lý Vị Ương khụ khụ hai tiếng. Đều là chàng đem đến phiền thoái cho ta. Nếu là ngày đó chàng không ở yến hội cự hôn. Nàng nói một nửa lại cảm thấy bản thân có một chút giận chó đánh mèo. Kỳ từ nguyên liệt mà kệ có hay không tại yến hội cự hôn. Chỉ cần hắn không chịu cưới Vương Tử Khâm. Đây đều là một loại bế tắc không giải được. Vương Tử Khâm tâm cao khí ngạo. Nàng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không dễ dàng tha thứ nguyên liệt. Nhưng lại nói thì nguyên liệt cũng không làm gì sai chẳng lẽ lại buộc hắn đi cưới một nữ tử mà hắn không thích hay sao? trên đời này chỉ có hoàng đế mới có thể đem sự tình ngu xuẩn như vậy làm thành đúng lý hợp tình. nguyên liền ánh mắt lé lé hoàn toàn vô tình nói, hiện tại không khí tốt như vậy, chúng ta đừng vội vàng trở về, ta và nàng xuất môn đi chơi thôi. lý vị ương mỉm cười, vừa muốn nói gì lại nghe thấy a lệ công chúa, đi chơi tốt, ta cũng muốn đi. Lời của nàng còn chưa nói xong, liền nghe thấy quách đôn cười nói, nơi nào náo nhiệt, nơi đó liền không thể thiếu nàng. Muốn đi thì chúng ta đều cùng đi đi. Quách trường cười, ta không đi, ta còn phải đưa Hàn Lâm trở về. Mọi người một trận hư thanh, hắn ngượng ngùng cười cười, cáo từ rời đi. Quách đảo vẫn cợt nói, các người đều có đôi có cặp cả, chỉ có ta cô đơn chiếc bóng, nếu không... Hắn quay đầu đột nhiên như có đàm chiều nói Nếu không ta đem vương tiểu thư kia trở về Chúng ta cùng nhau trở về Lý vị ương xem hắn vẻ mặt Mang theo ba phần trào phúng Không khỏi thở dài nói muội thấy ánh mắt nàng nhìn ca ca Có thể thấy còn ngoan độc hơn là nhìn muội đây nữa đó Mà đến cùng là ca định làm cái gì thế Quách đạo buông tay nói Ta cái gì cũng chưa làm Chẳng qua lần trước hỏi nàng vấn đề xem bói thôi mà Nàng đã tức giận như thế Mọi người xem Lòng của phụ nữ thật đúng là hẹp hòi Lý Vị Ương nghe đến đó thì không khỏi bật cười. Đúng vậy, vị vương tiểu thư này tâm cao khí ngạo, tâm nhãn đích xác không lớn. Bất quá nữ nhân chính là có lòng dạ hẹp hoi và quyền lợi. Huỳnh nói đúng không? Ngũ ca. Lý Vị Ương tâm tư ngàn hồi trăm chuyển, không nghĩ qua là liền vòng đi vào. Nghe nàng tựa như đang nói bản thân, quách đạo sờ sờ đầu, cố ý làm bộ như nghe không hiểu. Như vậy đại tiểu thư ta hầu hạ không nổi rồi, đi thôi, chúng ta đi chơi a lệ công chúa cơ hồ đứng dậy hoan hô quách đôn liền vội vàng kéo nàng thở dài một tiếng nói sớm biết thế này sẽ không mang người đi theo cũng không nhìn xem hiện tại là trường hợp như thế nào vừa mới xảy ra chuyện lớn như vậy người như thế lại tràn ngập phấn khởi người khác chẳng phải đều biết chuyện này cùng chúng ta có liên quan hay sao a lệ công chúa sửng sốt nói cùng chúng ta có liên quan gì sự tình vừa rồi cùng với chúng ta lại có quan hệ gì chứ Bốn người nhìn nàng không khỏi đều bật cười. Công chúa Thảo Nguyên hồn nhiên lãng mạn như vậy đó. Quả thực vẫn là đối với thế sự hoàn toàn không biết gì cả. Vừa rồi chuyện phát sinh, nàng vẫn là hoàn toàn mờ mịt. Lý Vị Ương quay đầu nhìn lên Lưu Hương Tế Đàn, cũng là mỉm cười. Đã không sát sinh thì thôi, một khi đã mở sát giới, sẽ chảm thảo trừ căn. Chuyện này còn chưa xong đâu. Một đường đi ngoại ô xem phong cảnh, Thời điểm bọn hắn trở lại trong thành, chợ đêm đã mở. Ai lệ công chúa hưng phấn ở các sạp tiền, chạy tới chạy lui. Trên trần chuông không ngừng ở trong gió phát ra động tính thanh thúy. Lý vị ương nhìn nàng gương mặt vui vẻ hí hửng, có váy nhẹ nhàng như bay, không khỏi trên mặt mỉm cười. a lệ lễ công chúa đột nhiên, dơ lên một cái mặt nạ con mắt quái vật, giống như đứa nhỏ, mang ở trên mặt mình, vọt tới trước mặt Lý vị ương. Sau đó đem mặt nạ bỗng chốc bạch chân, khoái chí nói, Gia nhi, Ngươi xem mặt nạ này đẹp không này? Lý Vị Ương cười gật đầu nói, rất đẹp. A Lệ công chúa cơ hồ cao hứng nhảy lên, nàng quay đầu nhìn Quách Đôn nói, chúng ta mua cái này đi. Quách Đôn ghét bỏ nhìn thoáng qua mặt nạ cực kỳ xấu xí kia, không khỏi mở miệng nói, cái này thì có gì hay, thoạt nhìn vừa hắc ám lại còn xấu xí nữa. A Lệ công chúa nhìn thoáng qua mặt nạ cầm trong tay, thoạt nhìn mặt nạ đích xác có vài phần cổ quái, nàng cau mặt, hếch mũi, liền cấp tốc chạy về sạp bán mặt nạ hướng về lão bán hàng nói cho ta đổi một cái xinh đẹp hơn lão bán hàng thấy bọn họ quần áo hoa lệ hiển nhiên xuất thân nhà phú quý lập tức đem tất cả các mặt nạ mình có đều xuất ra hết để cho nàng lựa chọn thoải mái a à lệ công chúa nhìn hoa cả mắt một lát giơ lên cái này một lát lại cầm lấy cái kia cũng là một cái cũng luyến tiếc không muốn buông quách đôn liền ở bên cạnh nhìn nàng cười hì hì nguyên liệt cũng là thở dài một hơi mới nhìn thấy mặt nạ đã cười hì hì không muốn rời đi như vậy tứ ca nhà nàng như vậy mà vẫn nhẫn nại đi theo lý vị ương ánh mắt dừng ở trên người a lệ công chúa nói xem ra a lệ công chúa cũng là thật lòng thích tứ ca có lẽ nhà chúng ta việc vui sắp đến gần rồi nghe được lý vị ương nói như thế quách đạo bận cười một tiếng nói cái gọi là liệt nữ sợ triền lang tứ ca luôn nhìn chằm chằm người ta như vậy nửa khắc cũng không rời mắt A à Lệ công chúa bị hắn làm động lòng cũng không phải chuyện gì kỳ quái, cũng may hai người bọn họ không có người khác chen ngang, có thể đồng tâm nắm tay nhau cùng đi. Lý Vị Ương cười gật gật đầu, Nguyên Liệt nhìn thoáng qua vẻ mặt nói nói cười cười của A à Lệ công chúa cùng với Quách Tôn, không khỏi lắc lắc đầu. Nguyên bản hắn cho rằng A à Lệ công chúa đối với Tĩnh Vương Nguyên Anh yêu thích mãnh liệt, thế nhưng là hiện tại xem ra, A à Lệ đối với Tĩnh Vương còn không có một chút lưu luyến để tâm, nghiêm cẩn thích, nỗ lực kiên trì dũng cảm thông báo nếu đến khi đó không được thì có thể buông tha ngược lại đi tìm hạnh phúc mới cho bản thân hắn cười tủm tỉm nói như vậy ngươi nên sớm trở về nói cho quách phu nhân biết để cho bà ấy cảm thấy vui mừng lý vị ương ánh mắt trở nên xa xăm tựa hồ thì thao lẩm bẩm nếu là lúc trước nạp lan cô nương cũng có thể đủ giống a à lệ công chúa có thể sớm buông tay có lẽ sự tình sẽ không biến thành như vậy Nghe được Lý Vị Ương nói như thế, Quách Đạo nhất thời trầm mặc. Hắn biết Lý Vị Ương mặt ngoài tỏ ra vô tình lãnh đạm, kỳ thường đối với cái chết của Nạp Lan Tuyết luôn luôn canh cánh trong lòng. Mỗi một lần nhắc tới Nạp Lan Tuyết, Lý Vị Ương đều là bộ dáng không để ý. Nhưng Quách Đạo biết trên thực tế Lý Vị Ương xem Nạp Lan Tuyết là tri kỷ của mình. Nguyên nhân vì thời điểm nàng phát hiện đối phương lừa gạt bản thân nên mới có thể phẫn nộ như thế. Biết đối phương trong lòng có nỗi khổ riêng, cũng không dễ dàng tha thứ là vì các nàng trong lòng đều là người bướng bỉnh đến cùng hơn nữa trí tử không thay đổi quách đạo thở dài một hơi nhìn phía xa xa nói không biết nhị ca hiện tại đang ở đâu lý vị ương nghe hắn nhắc tới quách diễn lại cười lại một tiếng mà kệ huynh ấy ở nơi nào đời này huynh ấy đều sẽ không trở lại đại đô nữa quách đạo tuy rằng hy vọng quách diễn rồi sẽ trở về nhưng hắn không thể chấp nhận sự thật là nhị ca sẽ không bao giờ quay về nữa Phần lớn là nghĩ đến hắn ở phương xa cảm thấy thương tâm. Quách Diễn từng bởi vì gia tộc mà phản bội Nạp Lan Tuyết, sau lại bởi vì Nạp Lan Tuyết mà rời bỏ gia tộc. Nhị ca kỳ thực làm cái gì cũng đều không suy nghĩ thấu đáo tận tình, cũng là hắn một mặt cũng có phần yếu đuối. Lý Vị Ương mỉm cười, "Ca yên tâm đi, nhị ca sẽ không có chuyện gì, huynh ấy chẳng qua muốn có một cuộc sống mới, cũng coi như huynh ấy thực hiện lời hứa với Nạp Lan Tuyết." Quách đạo chấp chấp mắt cười nói Ta thì không có gì hết Chỉ là mẫu thân có chút nhớ nhung Nguyên liệt he hai người nói chuyện Không chịu cô đơn nhảy vào nói Các người còn nhớ cái tên kia Đã đi xa Còn không bằng ngẫm lại trước mắt tình huống nên giải quyết thế nào kìa Bóng đêm buông xuống Nguyên liệt khuôn mặt tuấn mỹ loang loáng rạng rỡ Một đôi con ngươi màu hổ phách lưu chuyển Lý vị ương lại cười nói Người là nói chuyện hôm nay Quỷ bận bị vệ hạ áp giải vào thiên lao ư Nguyên liệu đương nhiên gật gật đầu, nếu là Bùi Bật bị hoàng đế giết thì Bùi thị chủ yếu là can chi, họ không liên quan đến nhất định sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Bùi Bật. Bùi hoàng hậu sẽ không dễ dàng bỏ qua để Bùi gia nhà bà ta mất đi đứa cháu trai nối dõi cuối cùng này. Tuy rằng bà ta có thể tiếp tục đề bạt những người khác trong dòng họ Bùi thị, nhưng cũng chỉ là huyết thống trí thân. Làm sao có thể đủ tin cậy để giao phó cho được, cho nên ta đoán bà ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu bùi vật. Lý Vị Ương tươi cười đạm mặt, ngươi đừng quên, bùi vật phạm vào tử tội rồi. Nguyên liệt lắc lắc đầu, ánh mắt thâm trầm. Nếu là lúc đó hắn thật sự rút ra chỉ thủ hướng hoàng đế mới gọi là tử tội, bây giờ không khỏi có chút gượng ép. Nếu bùi hậu tìm được chứng cớ khác, chỉ sợ chuyện này liền sẽ xuất hiện biến động. Lý Vị Ương nghe xong những lời này, toát ra vẻ mặt đăm chiêu. Quách Đôn nhìn thoáng qua hai bóng lưng phía trước, thở dài một hơi nói: "Ngươi xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu là tốt rồi, dù sao ngươi cùng muội ấy là tuyệt đối không có khả năng." Quách Đào sửng sốt, lập tức cười ha hả, bản thân chủ động ôm lấy vai Tứ Ca, vui vẻ ra mặt nói: "Huynh có rảnh lo lắng cho ta, không bằng hảo hảo suy nghĩ một chút xem nên làm như thế nào, đem thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát hiếu động kia cưới vào cửa cho thỏa đáng kìa." Nói xong, hắn tựa tiếu phi tiếu chỉ chỉ a à lệ công chúa. Lại không biết từ khi nào có hai công tử mặc hoa phục chạy tới bên cạnh A Lệ công chúa bắt chuyện. Quách đồn nhất thời đem mặt trầm xuống thấp giọng nói. Hai vị này thừa dịp ta không có ở đó lại dám đến tán tỉnh nữ nhân của ta. Thật đúng là chán sống mà. Nói xong liền bỏ lại quách đạo vội vàng bước về phía A Lệ. Quách đạo nhất thời cười to, tiếng cười bỗng chốc truyền rất xa. Kinh động Lý Vị Ương cùng Nguyên Liệt. Lý Vị Ương quay đầu, nhìn quách đạo cùng đám người bên trong tươi cười đầy mặt, không khỏi hỏi ngũ ca bị chuyện gì vậy có chuyện gì mà cười vui vẻ như thế quách đạo nhìn lý vị ương cười bỡn cợt nói muội xem tứ ca hắn kìa lý vị ương nghiêng đầu nhìn lên đã nhìn thấy quách đạo không biết khi nào một tay nhấc bổng một tên bộ dáng nổi giận đùng đùng a à, lệ công chúa ở bên cạnh cũng là ngây ngần cả người Sau một lúc lâu mới lớn tiếng nói ai nha người làm gì thế người ta chính là hỏi đường thôi mà lý vị ương bật cười nguyên liệt lại lắc lắc đầu a à, lệ công chúa này thật đúng là đơn thuần Nàng quần áo vừa thấy đã biết không phải là người đại đô. Nếu là người ta muốn hỏi đường, làm gì lại tìm nàng để hỏi? Lý Vị Ương tươi cười càng thêm ôn hòa. Có lẽ chính là vì nàng đơn thuần cho nên mới hấp dẫn tứ ca. Hắn ở đại đô cũng nhìn những thụ nữ danh môn rẻ rặt dối trá đến phát chán. Cho nên mới thích tính cách hồn nhiên, chất phác thiện lương thảo nguyên của cô nương này như vậy. Nguyên liện trong mắt, thủy quang liễm diễm cũng là lại đem đề tài cũ ra nói tiếp vừa rồi chúng ta lời mới nói chỉ được một nửa lại bị bọn họ làm cho đất quãng hiện tại nàng có thể nói cho ta biết chuẩn bị như thế nào đối phó với bùi bật không lý vị ương nhìn nguyên liệt nhàn nhạt nói trên đời này mỗi một cá nhân trong bản thân đều có nhược điểm và bùi bật cũng có nhược điểm ta nghĩ chàng sẽ sớm nhìn thấy rõ ràng thôi nguyên liệt nao nao trong mắt chớp động một chút khoái trá ý cười ta đã hiểu bọn họ hai người nhìn nhau cười lại đều không đem những lời này nói ra mà lúc này, A Lệ Công Chúa đã ở cách đó không xa lớn tiếng kêu lên. Gia Nhi, mau tới đây xem, nơi này có rất nhiều trang sức xinh đẹp. Lý Vị Ương bước nhanh qua, A Lệ Công Chúa liền cầm trong tay, châm cài Giống như hiến vật quý đưa cho nàng, Lý Vị Ương liếc mắt một cái cũng thấy vật này thập phần tầm thường. Không ngờ A Lệ Công Chúa thế nhưng lại rất thích. Nàng cái lên đầu, nhìn nguyên liệt. Hắn đầu đội Ngọc Quan mặc cẩm y, đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn nàng. Lý vị ương mỉm cười, cúi đầu, sờ cây châm vừa cài lên đầu, nhẹ giọng hướng A Lệ công chúa nói, thật sự là rất xinh đẹp. Hoàng cung, thái tử vội vã tiến vào, dường như một trận gió, các cung nữ thậm chí còn không kịp ngăn cản. Bùi hậu nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, người sốt ruột như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thái tử nhìn bùi hậu muốn nói lại thôi, bùi hậu lập tức hiểu, liền vẫy tay kêu nữ quan mang các cung nữ đi ra ngoài sau đó ánh mắt nhìn thẳng đối phương nói chuyện gì nói đi thái tử nhìn hoàng hậu lớn tiếng nói mẫu hậu hôm nay phát sinh chuyện như vậy ngài hẳn là đã biết bùi hoàng hậu thở dài một hơi nói nếu ngươi nói là ở nghi thức tế thiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn không sai ta đã biết rồi thái tử lại tiến lên một bước trên mặt tỏ vẻ sốt ruột nói mẫu hậu nếu bụi bật cũng xảy ra chuyện vậy thì tương lai của bùi thị sẽ hắn lời nói còn không hoàn toàn bùi hoàng hậu đã ngẩng đầu lên nghiêm cẩn nhìn hắn hỏi bùi thị sẽ thế nào thái tử tâm niệm nhanh quay ngược trở lại tiếp tục nói bùi bật hiện thời là cháu trai cuối cùng của mẫu hậu nếu là hắn cũng xảy ra chuyện bùi thị bộ tộc sẽ nên do ai chủ trì đại cục đây bùi hoàng hậu lạnh lùng cười nói bùi bật có xảy ra chuyện thì đã sao chẳng lẽ bùi ra chỉ có một mình hắn người nói như vậy thì đại cữu cữu bùi uyên của ngươi để ở đâu Thái tử đánh gãy lời của bà ta, nói Đại cứu cữu ở biên quan, nước ở xa không cứu được lửa gần Ở bên trong đại đô, bùi bật chính là một đạo bình chướng cuối cùng Chẳng lẽ mẫu hậu muốn chờ mắt nhìn bình chướng ngã xuống Nếu là người không chịu cứu bùi bật, tương lai người khác Chỉ sẽ cho rằng hoàng hậu nương nương cùng thái tử đều là kẻ yếu đuối Từng cái, từng cái tìm tới cửa Đến lúc đó mẫu hậu lại phải như thế nào giải quyết đây Bùi hậu lạnh lùng cười, mặt mày bình tĩnh nói một người nếu là bị người khác tính kế thì nên xem xét xem bản thân nguyên nhân như thế nào lại bị người ta tính kế nếu hắn không tin tưởng lời nói của vương tử khâm kia thì sao bị lưu lạc đến nước này thái tử nhíu mày nói ý mẫu hậu nói là bùi bật là bị vương tử khâm tính kế ư bùi hoàng hậu trong mắt xẹt qua ý nghĩ chưa hẳn là vương tử khâm lúc trước thời điểm thay người tuyển phi vương tử khâm cũng từng là một người đủ điều kiện cho vị trí thái tử phi chính là do vương gia không biết điều thế nhưng dùng lời nói khéo léo từ chối ta say người đi hỏi thăm một chút về vương tử khâm này mới biết được nàng ta lúc đó tuổi tuy còn nhỏ lại có thiên phú hơn người là nhân vật thập phần kiêu ngạo người như vậy chẳng phải rất phù hợp cho vị trí thái tử phi hay sao nhưng sau này ta cũng không kiên trì bắt nàng vào vị trí thái tử phi ấy nữa nếu không có như thế ngươi cho rằng một vương gia nho nhỏ có thể kháng cự ta sao thái tử nghe đến đó không khỏi tim đập nhanh hơn nói, "Mẫu hậu, ý ngài là?"